triển lãm cây cảnh nghệ thuật Hà Nội tổ chức tại 22 Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đây là những tác phẩm được trưng bày ở trong nhà. Bây giờ là quý vị các bạn có thể ra phía ngoài, ngoài sân. Bên này cũng có nhiều tác phẩm chọn lọc rất là tuyệt vời. Có nhiều tác phẩm thì lần đầu đi chơi. Và nó cũng là những tác phẩm rất là độc đáo. Cây đầu tiên chia sẻ là một cây cực kỳ đặc biệt. Cây Mụi Hồng. Chủ nhân là Hoàng Tùng. Cây Mụi Hồng thân nó nứt nẻ như này. Chỗ này có một cây phong, phong ôm đá. Tên tác phẩm này Thạch Liên Phong, chủ sở hữu là Quý Cây Nhật. Một cây phong ôm đá có lẽ cũng rất là lâu rồi. Thân nó nhè ra như thế này. Và tác phẩm cũng có cái nét nghệ thuật rất là cao. Cây ngâu, ngâu dáng huyền. Thông tin của chủ cây này. Cây này là của Trần Quốc Tuấn. Đợt này thì triển lãm không có đề số điện thoại của chủ cây. Tuy nhiên qua thông tin tên chủ cây thì quý vị các bạn vẫn có thể liên lạc được với chủ cây để tham khảo và giao lưu. Cây me. Cây này cũng có cái nét rất là dị. Đường thân khúc khuỷu lên. Cây này là cây sơn trà, dăm làm rất là kỹ. Thông tin của chủ cây nhé. Cây này làm rất là nhiều nét tự nhiên. Chỗ này có một cây si. Đó. Một cây si tổng thể tán thì được làm theo hình nón. Các cái chi cành thì vươn đều từ trong ra, tán rất là dày ấm tán. Tuy nhiên đằng trước cũng lộ rõ cái thân pháp, thân nô cục như các bạn xem, dầm rất là dày. Cây này thì quốc tế họ cũng hay làm cái lối này, đường thân chính này, những cái cành vươn đều ra ngoài này, tạo thành tổng thể hình nón. Si đồng tiền, chủ sở hữu là Bùi Sơn. Bên cạnh đây cũng có một cây xanh, một cây truyền thống của miền Bắc Việt Nam, cây xanh của Phạm Hưng. Cây cực kỳ dài, cây đường chuyển thân co lắc, cây bông tán làm rất là tự nhiên. Cây này thì không chia tán đĩa, nhưng bông tán chia thành những cái mảng khối nhìn rất là thoáng đẹp, cũng mang nhiều cái nét đương đại. Chỗ này cái cây xanh, cây xanh này thì là xanh ba vai, dăm làm rất là kỹ, những cắt giật rất là ngắn như này. Cây thì nu, méo mó như này. Cây xanh là Duy Linh. Chỗ này có một cây xanh. Cây xanh. Cây này của chủ sở hữu là Dũng Trần. Cây xanh này làm răm rất là kỹ.
Năm này kỹ. Tỉa nhiều thì dầm rất là đẹp. Cái xanh này cũng có nhiều cái nét đương đại, có những cái nét thu, nét phóng rất là đẹp. Cái này thì không làm theo lối tán đĩa, dân dầm làm rất là tự nhiên, làm nét từng chi tiết. Cây này mà thêm một chút nữa này thì rất là ok. Các bạn thì đây là một cây rất là tuyệt vời. Tre này. Chỗ này có cây trứng gà đang ra rất là nhiều quả. Quả xanh. Lúc nó chín vàng thì rất là đẹp. Thân có nhiều cái nét chuyển khó, dị. Bên này có những cái hoa sữa nồng nàn. Quý vị các bạn muốn xem nhiều hoa sữa hơn thì đến Hà Nội, đến phố Nguyễn Du rất là nhiều hoa sữa. Hoa sữa chân đế rất là hồng hóa, có cái nét nghệ thuật rất là cao. Hoa sữa nữa này. Chỗ này có cây thông. Thông đen. Cây thông. Chỗ này có một cây si. Cây si này thì cực kỳ dài và nó có rất là nhiều những cái nét đặc biệt. Thân chi cành có những cái nét chuyển rất là đặc biệt. Khi các bạn quan sát gần thì thấy cái độ già của nó nhé. Đầu tiên của thực cây này, cây si này, Dương Văn Quán này. Thân này, chi cành này. Có nhiều những cái nét đã chuyển rất là khó. Về cơ bản thì bố cục của nó rất là đẹp mắt, hài hòa đẹp mắt. Khá hay nhỉ. Cây cây cảnh của sao. Cây tiếp theo là một cây xanh nhé. Cây xanh này là xanh ngay trong làng, trồng trên một cái khay mỏng rất là đẹp. Có một số anh em muốn chơi chậu nó vừa mấy cây. Có một số lại chơi nó chậu nó rộng hơn một chút, có cái không gian rất là đẹp. Cây xanh này thì có cái nét vẽ rất là đặc biệt. Và có lẽ là nó nằm trong cái cuộc chơi của phố cổ thì nó cũng rất là hợp lý. Có lẽ đây cũng là cái lối chơi của rất là nhiều anh em ở phố cổ. Có nhiều cái nét đương đại, tự nhiên. Có nhiều cái nét phiêu. Đường chi dăm này, quý vị có thấy này, phóng rất là phiêu nhé, rất là phiêu. Trông vậy thôi nhưng quý vị có thấy này, chất thật cũng rất là kỹ. Để tạo lên cái gân guốc và sần sùi. Tuy nhiên những cái đường chuyển thì nó có những cái đường chuyển thẳng, tạo lên cái độ phiêu. Quý vị nhé, tác phẩm xanh rất là tuyệt vời như này. Chân đế nó cũng nhẹ nhàng thôi. Xanh này, một cây xanh nó rất là dài. Cây xanh này cũng của giống trần. Chủ nhân là giống trần thì có mấy cây mang đi thì có những cái nét nào giống nhau, phong cách chơi giống nhau. Dăm làm chi tiết rất là nét nhé. Đẹp, cây cực kỳ dài. Ngoài những cây trưng bày ở ngoài hành lang này, bên trong cũng có rất nhiều những tác phẩm đẹp. Quý vị các bạn nhé. Rất nhiều những tác phẩm đẹp, độc đáo. Rất nhiều những tác phẩm lần đầu đi chơi, đẹp.
Khi các bạn lướt qua không gian bên trong một chút nhé. Quý vị và các bạn vừa xem những cây cảnh đẹp có giá trị nghệ thuật cao tại cuộc trưng bày cây cảnh nghệ thuật kỷ niệm 70 năm giải phóng thủ đô do câu lạc bộ Bonsai Phố Cổ tổ chức. Video xin tạm dừng ở đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các video tiếp theo.